nghe nhé. Đang chuẩn bị nấu món dê nấu giả kỳ. Cái này đậu dê, lòng dê. Giò dê, lòng dê, tim dê, gan. Này đậu dê với giò dê luôn ơi. Bóp muối nha, muối với giấm nha bà con. Lòng phải làm cho bóp hai ba nước mới được nha. Xong rồi đó, được rồi hết trơn rồi. Đậu này để làm nước chấm. Nước chấm là nó có đậu của xả tương hợp luôn. Mấy này chắc nấu, nấu chắc nó mềm mềm xèo luôn. Chín rồi. Đấy. Này gần thấy gần với rượu nha các bạn. Này chai này là Heineken chuối hộp. Chút cái này là để bóp vô cái thịt dê đó cho nó được cái hôi các bạn. Cái da này không dám nguyên cái bộ này nó ở quê mình bán là 250 nha các bạn. Chỉ có 250k thôi. Bây giờ cha đang cắt điện chuẩn bị nấu cái món dê nấu giả kề. Đoạn ớt này các bạn. Nhà sa tế nha. Sa tế, chơi bọc hủ luôn hả? Bọc hủ sa tế luôn nha. Bỏ chung hết luôn đi rồi hả bớt. Thành chưa? Thành đất rồi. Đất rồi. Thành tím. Vô đây làm gì? Mình cháy làm cho nó. Cháy vô chảo quá. Xả không? Xả qua chưa? Xả sắp một chút thôi. Đó. Cái này là món nấu giả cầy đó nha các bạn. cái đầu nó có một có cái sọ ốc nó chuẩn để nguyên luôn. Tắt cái sò nó lên nhìn anh. Cái sò đây tắt lên đây để xúc mỡ tỏi để xả để hành thấy gì cái hành tím vô. Hấp dẫn chưa các bạn? Chưa có chín nhưng mà cái, cũng thấy hấp dẫn rồi đó. Đâm cả tỏi chưa? Ớt xong rồi mình cũng để 5-10 phút cái mình mới bắt đầu nấu nha các bạn. Mở vô rồi mình sấy nha, bỏ hành vô sấy, bỏ miếng tỏi vô xả vô sấy luôn. Đấy, bỏ đi luôn đi. Bự cho cái. Cũng được 10 phút rồi đó, giờ mình bắt đầu mình bỏ vô. Sao nó nhỏ quá mẹ ơi. Rồi. Thêm nước không? À, chưa gì hết hả?
anh hai mới bẻ vô nè, một trái cành luôn, thấy không? Một mâm chút sữa luôn. Hai trái. Dưới trời khác luôn, quá trời đất, quá dữ. Chưa có đầu nó xuống cái gò đó đồng lắm. Nước dừa và nước cốt dừa pha chung, bây giờ đưa vô đã thơm hết sức luôn các bạn ơi. Giờ mình đổ này vô, mình nấu, mình đổ vô nấu sắc xuống rồi đó. 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 Hết sảy chị bảy luôn. Đậu phộng là phải giả nhỏ như vậy nè các bạn ơi. Để em làm nước chấm. Nước chấm này đó là đặc biệt với công thức gia tiền nha. Sau khi nấu 7-49 giờ là nó như thế này các bạn. Mấy cái giò móng nó nở gân lên nhìn hấp dẫn ghê không. Tới công chuyện luôn. Đã thì trời ơi, bật cái lòng tim gan cật luôn nè, lỗ tai nè, trời ơi nó đã. Rồi. Ăn kèm với rau đen bún nữa nha. Đây là nước mắm giả cầy hết sảy chị bảy luôn. Cái này là công thức gia tiền nha, chứ không ai biết đâu. Và đây là cái món về nấu giả cầy nha các bạn. Công thức này công thức nấu gia truyền ở dưới miền Tây, miền quê mình mới biết thôi, chứ còn ở ngoài miền Bắc không biết món nấu giả cầy này đâu. Đã không, ăn với bún nha các bạn. Ok thôi, vậy mình cũng xin dừng ở đây nha. Bây giờ tới điểm hẹn lại lên thôi các bạn ơi. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Thấy hay thì subscribe, đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là con cua đá nha các bạn. Con cua đá nóng quá trời nóng luôn. Không biết cho bạn có con này không chứ. Thịt nó ngọt lắm nha. Nhưng mà nó cứng, bởi vậy nó mới kêu là cua đá. Cái bàn bữa chán luôn, qua người. Sao ngon con? Dạ ngon. Ừ, ăn đi. Ăn đi. Trời, hết sảy luôn trời. Quá trời luôn nhà tôi. Nè thưa. Cái này chi phí 250 gia vị hết trơn, chắc có lẽ chắc cỡ 400 là mình sẽ có một cái món như thế này các bạn. Hết sảy luôn.